qua thì Trang cũng đã đồng hành cùng với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với đương nhiệm là Á hậu Việt Nam. Thì khi mà một mùa mới bắt đầu thì cũng đúng là cũng chính là lúc mà mình đã kết thúc nhiệm kỳ của mình, thì một chút tiếc nuối, nhưng song song đó thì Diễm Trang lại cảm thấy rất là háo hức chào đón tất cả những bạn thí sinh mới đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với những trải nghiệm thật tuyệt vời của bạn. Khi mà Trang nghe về năm nay có thêm một giải thưởng mới, giải thưởng phụ, đó chính là Người đẹp nhân ái, thì Diễm Trang cảm thấy rất là thích và rất là phấn khởi. Bởi vì Diễm Trang nghĩ rằng đây là một giải sẽ rất là ý nghĩa. Thí sinh sau khi đăng quang hay là những người bạn đã đăng quang sẽ tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội, nhưng mà chưa thực sự các bạn có thể trải nghiệm và làm được điều đó. Chính vì thế cho nên Trang nghĩ rằng là với giải thưởng này sẽ chính là tiền đề, cái nền tảng cho các bạn để có thể biết được cách làm như thế nào và thực hiện nó. Lời động viên của Diễm Trang đối với các bạn thí sinh đó chính là trước hết sẽ là sự tự tin, thoải mái hết mình, là chính mình. Điều thứ hai nữa đó chính là các bạn hãy cố gắng hết sức, bởi vì đây sẽ là những trải nghiệm rất đẹp trong lứa tuổi thanh xuân của mình mà chắc chắn về sau các bạn sẽ không bao giờ hối tiếc.